7 kỹ năng đảm bảo tài chính mùa Covid. Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng bạn luôn có tiền dự trữ? Những lời khuyên này có thể giúp ích cho bạn. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, điều này ảnh hưởng khá lớn đến tình hình tài chính của mỗi cá nhân. Nếu có ai đó hỏi hiện tại bạn đang thiếu gì nhất, chắc chắn số người trả lời rằng thiếu tiền sẽ không hề nhỏ. Vậy, làm thế nào để bạn đảm bảo rằng bạn luôn có tiền dự trữ? Những lời khuyên này có thể giúp ích. 1. Tạo ngân sách cho bản thân. Mọi kế hoạch tài chính tốt đều bắt đầu với ngân sách. Hãy phân tích ngược lại và tính toán số tiền bạn cần cho các hóa đơn điện nước, nhà cửa, học phí, tiền thuê nhà và các chi phí khác, rồi thêm một số tiền nhỏ vào việc này để trừ hao các khoản có chênh lệch. Tạo một bảng chi phí hàng tháng và điều chỉnh sao cho hợp lý. Phân bổ phần tiền còn lại của bạn cho quỹ khẩn cấp, quỹ du lịch, quỹ tiết kiệm tùy theo nhu cầu của bạn. 2. Quản lý tiền của riêng bạn. Nó có vẻ hơi tẻ nhạt, nhưng hãy học cách quản lý tiền của chính bạn. Việc giao các quyết định về tiền bạc cho cha hoặc anh trai hoặc chồng quản lý thoạt đầu nghe có vẻ tự nhiên, nhưng đừng dại mà làm điều này. Có nhiều nguồn trực tuyến để bạn có thể tìm hiểu những kiến thức cơ bản về quản lý tiền bạc. Đừng giao quyền lực cho bất kỳ ai khác. Bạn chắc chắn có thể hỏi ý kiến các thành viên trong gia đình, nhưng hãy tự quyết định và duy trì một tài khoản ngân hàng của riêng bạn. 3. Đầu tư một cách khôn ngoan. Mỗi người phụ nữ cần đặt bản thân mình lên hàng đầu. Có thể với bạn, gia đình và con cái là ưu tiên hàng đầu, nhưng bạn cũng phải nghĩ đến sự đảm bảo tài chính của mình. Vì vậy, hãy bắt đầu đầu tư sớm. Bắt đầu với các khoản tiền gửi định kỳ dù chỉ là nhỏ, tiền gửi cố định. Hãy để sức mạnh của lãi kép phát huy tác dụng kỳ diệu của nó. Số tiền này sẽ có giá trị trong tương lai, cho dù đó là mua nhà, đi du lịch, giúp đỡ việc học hành của con cái hay kết hôn, vân vân. Đầu tư vào vàng cũng là một động thái tốt. 4. Cắt giảm chi phí. Lập danh sách những thứ chi phí mà bạn có thể cắt bớt. Ví dụ, chỉ đi siêu thị một lần tuần, mua sắm ít hơn. Suy cho cùng, một người chỉ có thể mua rất nhiều quần áo và giày dép, nhưng có một hoặc hai đôi dép cũng đâu có phải chuyện mất sĩ diện, mà lại tiết kiệm được cả mớ tiền. Gặp gỡ bạn bè ở nhà nhau thay vì đến quán cà phê và quán rượu như vậy có phải tốt hơn không? Đặt ngân sách hàng tháng cho những thứ cần mua cho trẻ thay vì nhượng bộ mọi ý thích của con bạn. Bạn sẽ nhận ra rằng có thể từ bỏ hoặc ăn bất cứ thứ gì bạn có thể mà không ảnh hưởng lớn đến lối sống hoặc sự thoải mái của bạn. 5. Lập kế hoạch trả nợ. Điều này rất quan trọng nếu bạn không muốn mắc nợ. Cho dù đó là khoản vay mua nhà, vay mua xe hay vay để kinh doanh, hãy tìm cách trả nợ sớm nhất. Bạn có thể dành ra một khoản hàng tháng mà bạn phải trả. 6. Mua bảo hiểm. Bạn cần phải mua bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ để bảo vệ an toàn cho bản thân và người thân trong gia đình. Chọn một loại bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và cho cả gia đình với nhiều ưu đãi như đỡ đần, tiền bệnh hiểm nghèo, nằm viện, vân vân. Bảo hiểm cũng đóng vai trò như một cơ hội tiết kiệm. Bạn có thể chọn một kế hoạch tài trợ đảm bảo trang trải cuộc sống cũng như tiết kiệm, mang lại cơ hội đầu tư cùng với trang trải cuộc sống. Số tiền bạn nhận được khi hoàn thành trong khoảng thời gian đó sẽ có ích khi bạn nghỉ hưu. 7. Lập kế hoạch nghỉ hưu. Đầu tư vào một bản kế hoạch sẽ bao quát tất cả các nhu cầu của bạn. Đừng dựa dẫm vào bất cứ ai, ngay cả con cái của bạn. Thật tuyệt nếu được họ giúp đỡ, nhưng hãy cho mình tấm lá chắn an toàn nếu họ không giúp. Đừng đưa hết nhà cửa hoặc đồ đạc quý giá của bạn cho con cái của bạn ngay lập tức bởi lòng người khó đoán. Bạn có thể để cho con bạn theo ý muốn của mình, nhưng chí ít hãy để lại một ít phòng thân. Đầu tư vào kế hoạch thu nhập hàng tháng và xây dựng cơ sở vật chất cho giai đoạn nghỉ hưu của bạn. Điều này sẽ đảm bảo bạn có thu nhập hàng tháng và sẽ độc lập về tài chính. Hy vọng từ 7 điều trên sẽ giúp cho bạn có một kế hoạch chi tiêu và tiết kiệm hợp lý. Không phải để tiết kiệm trong đợt dịch Covid này mà ngay trong đời sống hàng ngày. Chúc các bạn có một cuộc sống vui khỏe. Thân chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.